Dũng xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chuyên mục hỏi đáp nhân tuần này, mình lại tiếp tục trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho mình. Câu hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn tiếp tục lại là một câu liên quan tới phần giới hạn của hàm số có chứa tham số. Dạng toán tìm hệ số ABC sao cho biểu thức có giới hạn hữu hạn. Và dạng bài toán này cũng là một trong những dạng bài toán nâng cao nằm trong chuyên đề luyện thi học sinh giỏi nào trước khi đi vào nội dung chính thú vị của bài toán ngày hôm nay thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này đừng tiếp để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình đừng quên bấm một nút đăng ký và vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Bài toán có nội dung như sau. Biết y bằng lim khi x tiến tới 1 của căn ax cộng b cộng cho cx tất cả trên cho x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng cho x bằng trừ 1 phần 2. Hỏi giá trị của A trừ B trừ C bằng bao nhiêu? Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ xét cái giới hạn lim khi x tính tới 1 của căn AX cộng B cộng cho CX tất cả trên cho x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng cho x. Và bất cứ cái giới hạn nào khi các bạn đi tính thì đầu đầu tiên các bạn sẽ thế x bằng 1 vô. Thì khi thế x1 vô các bạn sẽ thấy rõ ràng cái giá trị ở tử sẽ là căn của A cộng B cộng cho C. Còn ở mẫu nó sẽ tiến về 0. Vì vậy rõ ràng nếu căn của A cộng B cộng cho C mà khác không thì lúc này giới hạn Y nó sẽ không tồn tại. Như vậy điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có căn của A cộng B cộng cho C nó phải bằng 0. Hay là A cộng B chính là bằng C bình phương. Lúc này cái giới hạn lim khi x tiến tới 1 của căn ax cộng b cộng cho cx tất cả trên cho x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng cho x thì giới hạn sẽ có dạng là 0 trên 0 tức là dạng vô định. Như vậy lúc này chúng ta sẽ xử lý cái dạng vô định này bằng cách là mình nhân cả tử cả mẫu một lượng liên hợp đó là căn của ax cộng b trừ cho cx. Còn cái đa thức x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng cho x thì mình sẽ phân tách đưa đa thức này về nhân tử nó sẽ có dạng là x, nhân cho x 1 tất cả bình phương. Hay lúc này giới hạn của chúng ta sẽ bằng lim khi x tiến tới 1 của ax cộng b trừ cho cx bình phương. Tất cả nhân cho x nhân x 1 tất cả bình phương. Nhân cho căn của ax cộng b trừ cho cx. Và các bạn để ý là do cái tử là ax cộng cho b trừ cho cx bình phương nó có nghiệm là 1. Vì vậy mà sử dụng sơ đồ Hockner các bạn hoàn toàn có thể tắt cái phương trình bậc hai ở tử về dạng tích của hai biểu thức bậc nhất nhân bậc nhất cụ thể là sau khi sử dụng sơ đồ Horner chúng ta sẽ tắt cái tử về tích của hai biểu thức như sau đó là x 1 tất cả nhân cho trừ c bình phương nhân x trừ cho c bình phương trừ cho e. hay nói cách khác lúc này chúng ta sẽ rút gọn cái biểu thức về một cái giới hạn mới như sau lim khi x tiến tới 1 của trừ c bình phương x trừ cho C bình phương cộng cho A. Tất cả trên cho x nhân cho x trừ 1 nhân cho căn của AX cộng B trừ cho CX. Và rõ ràng khi mà x tiến tới 1 thì cái tử lúc này nó sẽ tiến về là trừ 2C bình cộng cho A. Và cái mẫu nó vẫn tiến về 0. Vì vậy rõ ràng nếu trừ 2C bình cộng cho A mà khác không thì lúc này sẽ không tồn tại cái giới hạn của Y. Và lập luận thì cũng giống như tương tự mà mình đã lập luận ở ngay cái khúc đầu. Do đó mà chúng ta sẽ có được cái biểu thức trừ 2C bình phương cộng A nó phải bằng 0. Hay tương đương là A bằng 2C bình. Như vậy lúc này chúng ta lại trở về xét cái giới hạn Y. Nó sẽ tiếp tục bằng như sau. Lim khi x tới tới 1 của trừ C bình nhân x cộng cho C bình tất cả trên cho x nhân x trừ 1. Nhân cho căn của AX cộng cho B trừ cho CX. Ở trên tử thì các bạn sẽ lấy nhân tử chung đó là trừ C bình. Bên trong sẽ còn là X trừ 1. Thì lúc này cái X trừ 1 ở tử nó sẽ triệt tiêu với cái X trừ 1 ở mẫu. Do vậy mà cái kết quả của giới hạn này lại tiếp tục bằng. Lim khi X tiến tới 1 của trừ C bình. Tất cả trên cho X. Nhân cho căn của AX cộng B trừ cho CX. Và lúc này khi X tiến tới 1. Thì giới hạn này sẽ bằng là trừ C bình Tất cả trên cho căn của A cộng B trừ cho C Và ở ngay lý luận ở khúc đầu Thì căn của A cộng B chính là bằng là trừ C Vì vậy mà chúng ta thay vào Ta sẽ có được cái kết quả này Được rút gọn như sau Trừ của C bình trên cho trừ 2C Hay là bằng C trên 2 Hay nói tóm lại là cái giới hạn Y Chúng ta đã tính ra được kết quả chính là bằng C trên 2 Mà giả thiết cho cái giới hạn Y này bằng là trừ 1 phần 2. Hay từ đây chúng ta sẽ tương đương được là C trên 2, chính là bằng trừ 1 phần 2. Và tương đương ta sẽ có được là C bằng trừ 1. Từ đây chúng ta sẽ thay vào các biểu thức liên quan tới AB biểu diễn theo C. Cụ thể chúng ta sẽ thay vào cái biểu thức đó là A bằng 2C bình và A cộng B thì bằng là C bình. Chúng ta sẽ dễ dàng tính ra được là A bằng 2 và B bằng trừ 1. Như vậy lúc này cái biểu thức A chữ B chữ C nó chính là bằng là 4 và chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Như vậy qua vài phút mình đã chia sẻ cho các bạn một cái dạng bài toán khá là thú vị liên quan tới phần giới hạn hàm số chứa tham số. Rồi, như vậy thì trong quá trình mình giảng bài toán này nếu bạn chưa hiểu chỗ nào đừng ngại để lại vào dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay đừng tiếc để lại cho mình một nút like nha. Đồng thời lúc đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Mến chào và chúc các bạn học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.